Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Chúc anh em sẽ có những cái giờ phút thư giãn vui vẻ khi mà xem video clip của tôi. Vậy là bài yếu đấy nhở? Xem nào, đồ bắn trưởng à? Chuyện này ra đồ bắn trưởng. Và ở trong truyền thuyết ấy thì có con rồng 5 đô thì có thể chơi 5 rồng không? Lại 5 rồng à? 5 rồng 9m. Trận này 5 rồng 9m thì không có rớt. Không có rớt nhưng mà lại có con lick. Có con lick cũng 5 đô này. Không có Squire nhưng mà có rồng 5 đô. Chúng ta có thể chơi được 5 rồng 9m. 5 rồng 9m. Ok. Nhưng mà bài ra kiểu gì này? Lại ra Warrior này. Ok, để xem nào. Có khi lại chơi gót được đấy. Gót đỏ à? Gót đỏ kết hợp với tử thần. Hợp lý không? Bây giờ mà ra đỏ chắc là tôi sẽ chơi cái bộ đấy cũng được. Lâu rồi chưa chơi nhỉ? Từ cái hồi update con này là cũng chơi một vài trận. Sau đó thì thôi, chúng ta lại chơi những cái lineup khác. À đây là, ui đúng rồi anh em ơi. Hợp lý đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Được. Từ từ đã nha anh em nhá. Cái con sò tôi chưa bán nữa đâu. Thắng round này chúng ta sẽ mua thêm thị vệ. Mà nếu mà thua thì thôi, từ từ đã. Biết đâu đấy lại không phải là cái bộ đỏ làm sao. Đầu game nó hay ra nó lừa lắm anh em ạ. Cứ để 1-2 round đầu rồi tính. Trận này nếu mà yếu quá thì chúng ta có thể eco. Nhưng mà đồ này tôi nghĩ là không cần eco đâu. Đồ khá ngon đấy. Ít ra là cũng thắng cái round đầu tiên chứ đúng không? Ok. Thắng không? Ơ kìa. Ơ vậy đấy. Thua. Không. Ơ kìa. Phải cứt ạ. Thật thể. Còn một hit nữa. Ui ra eco rồi. Eco chỉ gót đỏ. Trận này không có ai cô cho tôi cô. Được, lại ra hai con Saman này. Lava Saman này. Ok. Thôi trận này eco cho nó nhẹ đầu. Đánh bài nó yếu ấy mà đánh chuỗi thắng thì nó khó lắm. Eco thôi anh em ạ. Trận này có cả Hunter này. À ui rồi. Ai đây? Tôi đây, tôi đây, tôi đây. Ừ, xin chào nha, xin chào nha. Đương nhiên là tôi là hàng Rio rồi. Hàng Rio trả lời luôn. Đấy, hàng Fake thì không biết. Nhưng mà hàng Rio thì nếu mà anh em chào tôi mà có tên có tuổi đoàng hoàng, đúng tên đúng tuổi. Sorry anh em không có tuổi. Đúng tên thì là tôi sẽ chào lại. Tôi chào lại luôn mà. Cái chuyện này tự nhiên lại ra thêm con Dallet nữa. Hơi khó nghĩ. Chơi trộm chó à? Ở đây là có sẵn trộm chó ở đây. À, có lên chơi không nhỉ? Lấy đồ. Lấy đồ thì thực ra cái đồ này tí nữa rèn thì cũng vứt đi thôi. Mà tôi chỉ sợ là meta này nó hơi nhiều Gladiator ấy. Trộm chó mà gặp Gladiator thì nói chung là hơi mệt đấy. Liều phát không? Liều nhá. Ok, thế tôi bán bọn đỏ đi tích tiền vậy. Mặc dù là ra khá nhiều đỏ đấy. Ui rồi ôi, ra con Thunder này. Đúng sai lầm. Một con Thunder. Với cái đống đồ này thì con Thunder nó có thể chơi được. Ở trong cái bộ đỏ. Bộ đỏ chơi được đấy, chơi được luôn. Nó bán bố nó hết mấy con đỏ rồi, sai lầm rồi. Sai lầm rồi anh em ạ. Sai lầm thật sự. Chuyển về trộm chó có bị ngu không nhỉ?
Cái meta này ấy, nó nhiều cái bọn Greeter lắm anh em ạ. Greeter giờ nó mạnh mà. Nhiều người chơi. Với cả trộm chó anh em cũng biết rồi đấy. Tôi chơi thì tôi thường tôi counter rất là mạnh vào trộm chó. Cái bộ này là thường là người ta sẽ... Ừ thôi xong. Không được. Dã man. Vừa mới nói xong. Xong rồi. Thôi 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 thôi, thôi. Sai lầm chết người của Tuấn Cơm là đây. Không ổn. Nó là sai lầm đấy. Thôi. Tôi nghĩ lại rồi anh em ạ. Không. Quay xe đó. Bây giờ nha, bây giờ trận này có Greeter đúng không? Greeter thì sợ cái gì? Lâm rồng. Lâm rồng. Greeter sợ lâm rồng. Sợ gì nữa? Warrior thôi nhá, Warrior thôi. Mình có hai cái con Thunder này rồi thì phải chơi cái bộ gì mà nó liên quan đến con Thunder này. Đấy, con Thunder làm co được. Chúng ta không lên eco quá sâu. Trận này không có mèo lắm đồ, chắc là không chơi Saman. Chứ còn cái bộ Greeter khá sợ Saman đấy. Trận này tôi đang nghĩ đến một cái line up khác. Ngoài lâm rồng ra thì còn một cái lap nữa. Đó chính là line up đỏ. Chúng ta lại mua lại đỏ. Đỏ, cái line up đỏ ấy, kết hợp với cả gì 3 mét. Đấy, là nó cũng sẽ không sợ Greeter. Trận này chơi đỏ 3 mét được. Khá là khỏe đấy nhá. Ở trong trận đấu này là đỏ. Riêng cái bọn đỏ nó có cái con Batman. Hợp lý. Đấy. Chắc là hai bộ đấy mà phang rồi anh em ạ. Năm rồng thì có vẻ như là chúng ta chơi khá nhiều à. Hôm nay có thể là chúng ta chuyển ra chúng ta chơi một cái lineup mà nó không phải là năm rồng. Chứ còn năm rồng thực sự là nó meta nào nó cũng chơi được và nó khá là mạnh. Nó khá là mạnh nếu mà anh em lên đủ bộ. Chỉ cần đánh ở level 10 thôi chứ không cần lên 11 là đã khỏe lắm rồi. Nói trận đấu mà lên được 11 thì nói chung là xác định luôn là vô địch. Cái bộ năm rồng 9m nó xoay sang rất nhiều những cái thể loại khác được. Nó không phải là chỉ là năm rồng 9m. Đây là cái việc mà gặp những cái đối thủ counter kiểu dạng như là gì Clyde hay là như là Insectoid thì nó vẫn có thể chuyển được. Nói chung là 11 con thì cũng chả ngán mỗi con thằng nào hết. Chưa được hết mà. Mà trận này năm rồng kết hợp với Exit nó cũng khỏe luôn. Quên đấy, quên đấy. Bán bố đắt lét rồi anh em ạ. Đắt lét nó cũng lên được 2 sao rồi. Tự nhiên lại quên mất cái lineup đấy. Nhưng mà thôi, chơi năm rồng nhiều quá rồi. Chúng ta trận này chúng ta chơi cái bộ khác đi nha anh em nhá. Năm rồng kết hợp với cái Exit trận này là quá tuyệt vời luôn. Anh em nhìn cái truyền thuyết của nó. Truyền thuyết của nó là con rồng 5 đô này. Rồi con tướng mết thuộc cái tộc Exit ấy. Đấy. Và một cái con Exit 5 đô nữa. Đấy chính là con kiếm hồn. Ơ chết rồi, quên. Echo luôn là quái ạ. Vãi đài. Quên mất rồi ôi. Echo bố là quái luôn. Ui trận này mà chơi 5 rồng ngon luôn này anh em này. Chính ra trận này chơi 5 rồng Exit là chuẩn bài. Chuẩn bài bài cho như thế. Chọn đúng lên văn minh nó phải là như thế đấy. Và ai cướp cho một đồ hơi chán. Thôi không sao, tí nữa rèn thôi. Có chơi lâm rồng không? Thôi không chơi đâu. Kệ nó đi. Tôi quyết định là tôi sẽ chơi một trong những cái line up mà phải nói là bài tủ ở trên kênh chơi khuya đấy, của anh em Trung Hiếu. Đấy chính là bài đỏ kết hợp với cả mết. Lâu rồi chưa chơi, hôm nay chơi anh em nhá. Để xem nó có mạnh cỡ như nào. Ok. Chúng ta sẽ mua dần như con đỏ vào thôi. Tôi nghĩ là cái bài này nó cũng sẽ chơi được thôi. Một trong những cái bài dãy chết cực khỏe luôn ấy. Bài này là cái bài mà vua sinh tồn. Máu càng thấp thì càng khỏe. Thậm chí nếu mà so cái bộ 6 đỏ kết hợp với cả 3 mét nhá. Với cả cái bộ 6 Saman kết hợp với cả mết ấy. Thì chưa chắc đã bộ nào đã ăn bộ nào đâu nhá anh em nhá. Đấy, chưa biết bộ nào ăn bộ nào đâu. Thậm chí là còn mạnh tương đương.
cái bộ mà 6 đỏ kết hợp với 3 mét ấy, nó rất dễ, nó có thể chuyển sang được là 6 Glock kết hợp với 3 mét. Đấy. 6 Glock kết hợp với 3 mét thì counter vào cái bộ Saman được. Nhưng mà trong cái trường hợp mà không chuyển sang được 6 Glock ấy thì tôi vẫn nghi có cửa ăn đấy. Chuyện này khả năng là có một thằng Hunter thôi. Hunter to nhỉ. Au đều rồi. Được. Lên được 2 sao này. Từ từ đã. Mấy cái cục máu thì chúng ta chơi 6 đỏ nên là chúng ta sẽ không cắn vội anh em nhá. Để máu xuống thấp rồi cắn. Cứ để máu xuống thấp đã. 6 đỏ mạnh nhất là khi mà máu nó còn có một máu ấy. Đấy, mạnh nhất là như thế. Còn rơi vào tầm khoảng dưới 50 máu là nó bắt đầu nó khỏe lên rồi. Mà tôi sẽ giữ cho cái lượng máu nó rơi vào tầm khoảng dưới 30 máu. Đó là vừa đủ cái sức mạnh ở trong cái giai đoạn cuối game ấy. Nó tầm đấy là nó đủ sức mạnh. Còn nếu mà thấp quá thì sợ là có thể là đột tử. Và để vừa phải thôi. Trận này cũng có mid nhưng mà kết hợp với cả Clive này. Xe phát lửa đi. Đúng rồi, hay quá. Bớt được từng nào hay từng đấy. Mỗi round chỉ cần lọt 3 máu thôi. Mỗi round bớt đi 1 máu là 10 round là bớt đi 10 máu đấy. Bỏ bài vào như này là hợp lý rồi. Không nên bỏ hết ra anh em ạ. Round sau thì là round quái chắc chắn ăn được rồi. Đội hình này khá là mạnh. Không thể có chuyện lọt quái được nữa. Ui, thằng này có vẻ hơi yếu. Thôi chết rồi, gặp cái thằng đang eco. Mất chuỗi rồi. Mất chuỗi hơi sớm nhỉ. Ui, bộ này tôi muốn lên 9 rồi tôi mới thôi eco cơ. Thế là thôi hết chuỗi rồi. Hết cái chuỗi của tôi. Cày nhỉ. Đèn thật. Định lên 9 cơ. Định lên 9 mới kết thúc cái chuỗi thua này. Ai dè. Bây giờ cái tầm này bỏ bài vào vẫn chưa khỏe. Đỏ vẫn chưa có 4 con đỏ để mà chơi. Mới có 2 con đỏ thôi. Bài thì cũng mới có 1 con 2 sao. Mất chuỗi hơi sớm. Bộ này có phải lên 9 anh em ạ. Đánh ở 9 cơ. Chứ còn đánh ở level 8 thì nó vẫn chưa đủ bộ. Lên 9 ấy. Cái lúc mà eco xong rồi khoảng round 21 bắt đầu là lên 9 nữa rồi. Lên 9 cầm 6 đỏ vào với 3 mét thì vô địch luôn. Giai đoạn đấy không nào đấm được. Mà cái tầm này bây giờ đang hơi nhỡ. Máu nó cũng đang vẫn nhiều ấy. Vẫn nhiều để mà cho 6 đỏ vào ấy. Cứ từ từ đã vậy. Thôi cái tầm này vừa thua vừa thắng. Coi như là giữ máu. Mặc dù là tôi không muốn giữ máu cái giai đoạn này lắm. Au đều rồi, ngon. Được đấy, đồ đấy là tuyệt vời rồi. Bây giờ xem nào. Có eco nữa không nhỉ? Một câu hỏi đặt ra, nếu mà bây giờ eco tiếp thì sao? Kể cả mất chuỗi nhưng vẫn eco. Tôi nghĩ là không cần đâu. Thôi, chả việc gì phải làm thế anh em ạ. Dí cấp lên luôn, đánh chuỗi thắng luôn. Ngại gì vết bẩn. Ngại gì, hai con berserker này cũng tí đấy anh em ạ. Có hai con berserker sợ gì. Ăn được thằng này không? Vẫn thua, chắc là thua, chưa ăn được. Nó khỏe lắm. Thôi nói chung là giết được con nào hai con đấy vậy. Đỏ này. Chưa có 4 đỏ. Ba warrior. Bây giờ tôi chỉ cần thêm một con ví dụ như con berserker hoặc là con Dunlet lên được 2 sao thôi, tôi nghĩ là tôi cũng khỏe đấy anh em ạ, không yếu đâu.
Chả qua nó không lên được 2 sao, trông có vẻ hơi phèn. Một con Thunder nó xè quạt nó chưa đủ đam để có thể kết liễu được lúc còn lại ấy. Thôi lên 9 dần rồi anh em ạ. Nó vẫn phải đúng sách giáo khoa cho nó không ấy được. Bây giờ xả tiền ấy, sao không có đủ tiền lên 9 ở đao 21 thì nó cũng toang. À, tôi không xả đâu. Kệ đi. Chúng ta có thể cắt chuỗi được hoặc không cắt chuỗi được của đối thủ, nhưng mà sẽ không xả tiền ở cái đao này. Nếu mà không cắt được chuỗi thì cái thằng tôi đảm bảo với anh em luôn là cái thằng đang có chuỗi ấy, nó cũng sẽ không mất chuỗi đâu. Nó khỏe mà. Chúng ta sẽ gặp lại nó ở round 21. Gặp lại sau. Chứ còn cái thằng đấy cũng chả ai cắt được, nói cho nhanh. Giết thêm con nữa đi. À ok. Chắc là thua. Chắc là thua. Solo flame mà chịu à? Ba mét. Lên dần đến 9 thôi anh em ạ. Đây, gặp nó này. Mà tôi nghĩ là khó. Alo. Cũng khó lắm nhỉ, cũng không khó lắm. Ô, khó thật. Ô, được. Được rồi, ok. Mình xin cái chuỗi nhá. Ngon rồi anh em ơi. Đào sau lên 9 xả hết tiền 6 đỏ đó. Vẫn đúng sách giáo khoa. 21 lên 9. Nhưng mà cái trận này ấy, nó ra 6 đỏ hơi ít. Nó ra cái bộ đỏ nó không ra nhiều. Nhưng mà nếu mà lên 9 chúng ta sẽ có cơ hội roll ra con Bad Omen. Đấy. Trong trường hợp mà chưa ra 6 đỏ kịp thì có thể là đá qua một chút sang Saman cũng được. Không có vấn đề gì hết. Tôi vẫn đang giữ con Saman ở đây. Chuyện này có Glitter, không có Warlock. Có cả Exorcist ấy. Chuyện này có Exorcist, thằng Exorcist nó eco sâu thế nhở. Chuối cộng 10 ấy kìa. Rồi. Chán đời thật. Đổi đồ tím anh em nhé. Chúng ta chỉ hướng đến cái xích, cái RO và cái gậy bão thôi. Ok. Tôi sẽ vứt cái một cái trượng phép đi. Ui, đồ bít ạ. Ui vào đài. Chém lan. Ra toàn đồ bít ạ. Chém lan rồi sách giết các thứ đen thật sự luôn ấy thề. Vứt đi 4 món rồi. Vứt đi 4 món rồi đấy. Thế là buộc năm sau là chúng ta sẽ phải luôn tiếp đồ tím thôi. Đổi bằng được ra cái RO. Trận này mà xác định là kiểu phải random ấy, ra đồ tím ấy, thì xác định luôn là chúng ta sẽ khô máu luôn với đồ tím luôn anh em nhé. Khô máu luôn. Ô, từ từ, có kiếm hồn này. Kiếm hồn là xài được cái đồ này đấy. Bây giờ chúng ta đổi sang đồ đánh tay thì sao? Trên 6 đỏ kẹp với cả ấy à. Nhưng mà có một cái vấn đề ấy là cái món đồ đánh tay thì đồ tím có, nhưng mà đồ xanh dương thì vứt gần hết rồi. Già này. Ok. Vẫn chưa đủ 6 đỏ. Mới chỉ có 4 đỏ đó.
Trên này có Exit. Trận này có Exit, chúng ta có thể giữ lại con kiếm hồn để late game đánh với cái nhà này. Ui tôi chết mẹ rồi, còn có 27 máu này anh em này. Căng thế nhờ. Kiếm đủ 6 đỏ rồi anh em ơi, chết rồi. Đi bây giờ ấy. Thiếu con gì? Skull Hunter. Battleman. Light Spirit được. Ơ không, từ từ, nếu mà có Light Spirit thì thôi nhở. Light Spirit thì thôi, con này giải tán thôi. Khỏe phết đấy. Ui vai này, tôi không phải là cái thằng top 8 rồi. Già. Sao cái chuyện này cứ đen đen kiểu gì nhỉ? Không ra được rồi, có đỏ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đủ à? Ơ? Ơ? À, nhầm. nhầm. Đây. Rồi, đủ 6 đỏ rồi. Thôi. Đủ 6 đỏ rồi thì... tôi nghĩ là chúng ta chuẩn bị lên 10 đó. Lên 10 kẹp thêm Light Spirit vào. Cái bộ này đánh co là cái con già, chứ không phải con Thunder đâu. Thunder ở phía trên nó chết nhanh lắm. Nó già ở phía dưới nó sẽ có nhiều thời gian nó tung trưởng. Cái tầm này mạnh vào này anh em này. Đấy, đủ 6 đỏ cái mạnh ngay. Nhưng mà vẫn thua. 20 máu à. Thua không? Tôi nghĩ là vẫn thua đâu. Chuyện này khó có thể thắng được. Còn tầm khoảng 20 máu là được rồi. Chúng ta còn 7 cục máu cơ mà. Cứ từ từ, bình tĩnh. Máu tụt xuống thấp 20 máu là ok đấy. Cứ để rồi đi. Xuống thấp hẳn đi. Đây rồi. Bây giờ nó mới thực sự nó mạnh này. Tôi nghĩ là tôi sẽ Zolo đồ tím thôi anh em ạ. Zolo đồ tím, kiếm full bộ cái đồ tím đã. Chắc chắn là khi mà chúng ta random nhiều thì nó sẽ loại hết những cái món đồ mà chúng ta không cần đi, để chỉ lấy những cái món đồ cần thôi. Chúng ta sẽ vứt hết những cái món đồ tím mà chúng ta không cần đi. Hiện tại là còn RO, vẫn còn gậy bão và cái xích là chưa có lấy được. Cái tập này thì tôi nghĩ là không dễ để chết đâu. 6 đỏ này khá là mạnh, giá 2 rồi. Có lẽ là chúng ta lên 10 kẹp cái con Light Spirit vào đó. Rồi, lại Zolo đồ tìm tiếp anh em nhé. Đấy rồi, ít ra phải như thế chứ. Ok. Cái trượng bão ấy, cái trượng bão kết hợp với con Light Spirit này rất mạnh. Nó có thành cái combo ấy. Trượng bão mà tung ra là có combo với Light Spirit luôn. Không cần phải là con Storm Shaman tung trưởng cũng có thể là gây được đam rồi. Rất khỏe. Còn tí nữa ra Storm Shaman 2 sao nữa thì cái bộ này combo sẽ rất mạnh luôn. Bây giờ chỉ đợi Light Spirit 2 sao thôi. Storm Shaman 2 sao. Ra Bad Omen là chúng ta có một cái đội hình 6 đỏ kết hợp với 3 mét. Nó là tối thượng rồi. Cực kỳ mạnh. Lúc này thì chúng ta sẽ không sợ những cái thằng kiểu Greater hay là Hunter nữa. Đây rồi. Greater thì sấp mặt với tôi luôn. Đánh bao nhiêu phát thì mới chết được một con. Cái bọn Greater này ấy, nó khá là sợ bộ đỏ ấy. Thằng này gặp tôi chết luôn. Đầu game tôi thấy là có thằng Greater là tôi mới chuyển sang cái bộ này mà. Chọn cái thằng Greater để counter là hơi sai. Trận này lẽ ra là phải... Au!
Xong rồi. Đang bảo lẽ ra là phải chơi là Saban một tí để giết cái thằng Exit thì nó đi rồi, thằng Exit đi rồi. Thế đi yên tâm rồi. Rồi. Cái tầm này thì sợ nhất là thằng nào? Sợ nhất là thằng Warlock, thằng nào chơi Warlock thì sợ, nhưng mà trận này không có thằng nào chơi Warlock. Hiện tại là có cái thằng Hunter là khá là khỏe. Nhưng mà tôi nghĩ là với cái đội hình hiện tại ở đây thì tôi cũng sẽ không ngán thằng Hunter đâu. Đấy ơi, chúng ta gặp thằng Hunter này. Không có ngán, súng 3 thì cũng thế thôi. Cắt hai lần chuôi luôn. Bộ này khỏe thật sự ấy. Trận này nói chung ấy là tôi sẽ cố gắng tôi roll cái con già lên 3 sao này. Con Thunder Spirit thì thôi. Con già với cả con Light Spirit lên 2 sao, con già 3 sao, thế thôi. Tôi nghĩ là như thế là đủ kết thúc trận đấu rồi. Chúng ta dừng 50 tiền ở level 10 chúng ta roll anh em nhé. Bây giờ cái tầm này cái bộ đỏ nó cực kỳ mạnh luôn. 20 máu, một cái lượng máu rất thấp. Đấy, ui ơi, có hai thằng lên được con súng 3. Kinh. Chơi trùng bộ mà vẫn có thể là lên được súng 3. Cái thằng Insectoid kìa, có thằng Insectoid mèo, heo, gấu. Mèo, heo, gấu chứ Insectoid nhưng mà có vẻ sắp toang cái lơi rồi. Mèo, heo, gấu gặp tôi chắc đi. Chơi bộ Insect mèo, heo mà. Mèo, heo, gấu. Nhưng mà cái tầm này cái bộ đấy nó cũng sẽ phải ra được kiểu hai con mèo 2 sao. Rồi hai con heo chẳng hạn. Hai con gấu 2 sao chẳng hạn thì may ra mới có cửa, chứ còn cái tầm này như thế này thì tôi nghĩ là gặp ai thì cũng chết thôi. Đây rồi, gặp tôi. Đi rồi. Cực kỳ khỏe luôn. Cỡ này sao mà giết được tôi. Rồi, nói chung là 13 máu thì bay màu là chắc rồi. Ui, các bạn ơi, cảm ơn nhá. Bạn nào mà rơi sang nhiều đồ đấy nhá. Một phát bay ba nhà luôn ạ. Quá tuyệt vời. Để lại cái bling cho sờ tôm đấy. Rèn kiếm cái echo, máu echo được. Xem nào. Cái đồ đánh tay có để con Light Spirit cầm cũng được anh em ạ, cũng không phải rèn hết làm gì. Đợi tí. Ra 30 rồi tính. Ok. À, con súng để cao ấy nhỉ. Súng để cao ấy nhỉ. Tại sao thằng này để con súng cao đấy? Sợ Greater à? Ui vậy đấy anh em ơi, mỗi round tôi đẩy 24 máu ấy. Ra Bad Omen rồi, hay quá. Chuyện này cứ 5 đô mà phang thôi. Hoặc là chúng ta có thể hack 5 đô bằng cái việc là chơi Saman 6 đỏ kẹp với 4 Saman kẹp với cả già 3 đếch cần mết luôn. Hợp lý chưa? Không cần 3 mết nữa. Để đấy, để xem. Lúc đấy chúng ta còn hack thêm 5 đô rồi cơ. Đó, sẽ hack thêm được từ cái con Storm Shaman và con tư tế. Nhưng mà thôi, trong cái lúc mà ta đang thắng thì chúng ta cũng không cần phải chuyển. Bao giờ thua thì mới chuyển thôi. Chỉ còn bây giờ cái tầm này vẫn đang đấm được cả hai thằng mà. Đùa được ấy nhở. Già 3 đây rồi. Ok. Vừa cái con súng kia thì có thể chúng ta sẽ kẹp cọc vào late game cũng được. Lấy cái xích trước nhá. Rô lấy sau đây. Thế nào cũng sẽ lấy được thôi, thậm chí là chúng ta có thể lấy được hai cái đô cơ.
Kero lấy hai cái, một cái cho già, một cái cho con Battleman. Tầm này nhà Hunter mạnh rồi nên chắc là tôi đổi đồ cam, tôi kiếm cái gậy hack đã. Tí nữa chúng ta lại rèn đồ tím sau nha anh em nhé. Không có, không có gậy hack. Thôi bất diệt cũng được, không sao. Đây cũng là cái món cần đấy mà. Tôi nghĩ là nếu mà bây giờ mà gặp Glitter, tôi sẽ tiễn thằng Glitter đi luôn đấy. Chúng ta sẽ tiễn thằng Glitter đi trước. Còn thằng Hunter thì sẽ tính sau. Ok. Đâu rồi? Ơ con già đâu? Ui, bị hack ạ. Vãi đái. Bị hack xong còn bị úp lông nữa chứ. Nhưng mà anh em nhìn kìa, mấy cái con Glitter nó bắn, nó có xi nhê gì đâu. Chết rồi. Đây nó là cái bóng 79 máu á. Thế thì nó cũng chưa đi được. Tôi nhận thấy là cái kẹp cọc vào nó không ăn thua lắm. Địch toàn tay dài thôi, kẹp cọc vào không có khống chế được nhiều đâu. Có thể là 4 Saman. Rồi roll mạnh tay một chút anh em nhé. Ok, 4 Saman à. từ từ nha, hết slot rồi. Hết slot rồi. Xử lý nhanh đoạn này nào. Thôi, chắc bỏ Saman đi anh em ạ. Bỏ Saman, bỏ cọc đi. 6 đỏ đó, chả cần. 6 đỏ 3 mét được rồi. Tôi nghĩ là ăn thoải mái mà. Bỏ con này luôn. Ok, già lên 3 chắc chắn là cái điều đấy rồi. Chúng ta nuôi con già 3 nhá anh em nhá. Đấy, anh em thấy không? Cần quá hay cọc. Không cần cọc đâu, đấm cả hai luôn đi kìa. Đấm cả hai thằng luôn. Thằng Hunter lên được 10 rồi. Để cái này mạnh hơn đấy anh em ạ. Cái con hai con già quẹt khỏe hơn. Con Light Spirit bao giờ 2 sao thì cho vào. Mà tầm này thôi. Để hai già nó quẹt đi. Round này có sợ là cả hai thằng nó cùng đi một round nhỉ anh em nhỉ? Tôi chỉ sợ hai thằng đi một round thì nó con già nó sẽ không lên được 3 sao. Hơi ngại. Ôi tôi chết rồi. Già đứng im kìa. Vớ vẩn, thằng này nó cắt chuỗi tôi. Ui con cung đen bắn cháy đấy nhở. Không bạn ơi, không bạn ơi, không 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 không. Không. Ui con có bất diệt đó. Ok. Vẫn đấm như bình thường. Ở bên kia thằng Hunter nó lại đấm được cái thằng Glitter mới điêu nữa. Sợ thế nhở. Rao này liệu rằng có phải rao cuối không? Hình như là chưa đâu. Rao này chắc chưa phải rao cuối. Rao này tôi sẽ gặp cái thằng Hunter đúng không? Còn thằng Hunter nó sẽ gặp cái bóng của... À không. Như nào nhỉ? Hơi đau đầu. Không để ý rồi. Rao này là gặp... Tôi chắc chắn là rao này là tôi sẽ gặp cái thằng Hunter bản chính. Còn cái thằng... Thằng Glitter thì... Nó sẽ gặp tôi à? Ôi vãi đái, thế thì hết game rồi. Ui, thế chứ không kịp roll rồi. Giá 2, mới có giá 2 thôi, giá 3. Chưa kịp lên nữa, đã hết game rồi. Thôi xong rồi, làm sao mà nó đỡ được. Trời ơi, ui mẹ ơi, nhìn cái đống đệ của Battleman kìa. Con cung này bắn cháy đến cái cỡ nào đi chăng nữa thì thôi cũng chịu rồi. Lại gọi ra Battleman luôn. Thôi xong, thậm chí là cái thằng Hunter nhưng nó còn chết trước cả thằng Glitter luôn. Vãi đái ạ, à, thề. Tiếc thật. Cái round vừa rồi ấy mà tôi tính chuẩn ấy, biết được là round cuối cùng thì chắc là tôi cũng xả hết tiền kiếm được con già 3 đấy. Nhìn cái đội hình như này là biết là già lên được 3 rồi. Tiếc thật. Nhìn nó không được mắc binh cho lắm đúng không? Ôm 50 tiền hết game. Mà cái bộ này mạnh thật sự đấy. Thảo nào mà cái bộ này anh em chơi khuya rất là thích chơi. Nó khá là dễ chơi. Eco thôi, sau đó đến cái lúc mà chúng ta khỏe, chúng ta lật kèo
đánh đối thủ đến chết luôn. Đối thủ cũng mạnh ấy chứ, đâu có yếu đâu đúng không anh em? Rồi ok, anh em thấy hay ấy, để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái chúng sinh bình đẳng anh em nhá, dồn toàn bộ đồ cho rớt và cái kết. Và anh em cũng có thể chọn clip bên trái kết hợp 5 rồng với Exorcist thì nó mạnh cái cỡ như nào. Anh em chưa xem anh em xem đi nhá. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.